Em xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục trên con đường hành trình, em đi công chuyện, em ghé lại thì thấy một chiếc mọc. Vậy em vào, em quay lên cho các bác cùng toàn thể cả nhà chúng ta cùng theo dõi video để báo giá chiếc mọc này. Chiếc mọc này chủ kêu 100 triệu có giấy tờ tên Ninh đàng hoàng. Nhưng để xét về mà mọc và cái giá này thì quá cao. Cho nên em vẫn quay lên và tí nữa em vào trả giá để em nói lại với cả nhà về trong tên tiêu đề các bác nhá. Và lời đầu tiên cho em không quên xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn, đó là điều em mong cho các bác. Và hôm nay đây thì để biết được chi tiết và chiếc mọc này như thế nào thì em mời cả nhà cũng như tất cả các bác đang còn theo dõi tìm mọc, các bác đã đi vào cùng em để soi xét, nhìn từng chi tiết một em mọc này để chúng ta mua về. Còn giá cả thì tí nữa em vô gặp chủ sau các bác nhé. Chiếc mọc này thì em báo cho các bác biết là chiều ngang 2m4 loạt lòng, chiều cao 2m và chiều dài là 4m8 các bác ạ. Đấy, thì bây giờ mọc là cầu 8 tấn các bác ạ. Cầu 8 tấn. Tất cả mọi chi tiết thì tất nhiên đang còn rất bẩn, mà mọc này chắc là cũng làm nhiều rồi mà kêu quá cao các bác ạ. Thì để em vô em làm việc với chủ xem như thế nào. Nhưng mà nói về vỏ là không còn một điều gì để chê các bác nhé. Vỏ là toàn bộ vỏ mới không các bác. Bốn vỏ là mới hết các bác này, đây này. Nhưng các bác thông cảm cho em là bởi vì nước nhiều quá em không đi được các bác nhé. Đấy, hình như chỗ này nó ngập nước các bác ạ. Đây này, toàn bộ là nước không đây. Đấy, cho nên em không đi được xung quanh bên, thì mong các bác thông cảm cho em. Và em chỉ đứng ở đây và em review cầu. Thì cái cầu này đất chiếc có bám và coi như là nói chung là sình bùn. Đấy các bác ạ. Và nói về mà độ mà làm ở Tây Ninh đóng, nhưng mà em nhìn thấy có lỗ chỗ là bị lủng các bác nhá. Bị lủng. Thì để em vào em trả giá cho các bác, rồi các bác coi như là làm việc. Cái bà chủ trai trai này, bà chủ trai trai này, bà bán, bà nói 100 triệu nhưng mà em không, em sẽ vào trả giá cho các bác. Đấy, đây các bác này, cầu này. Rồi. Đây, đây các bác. Lắc kê đàng hoàng các bác nha. Thắng hơi lắc kê đàng hoàng, biển số có giấy tờ các bác nha. Đấy, bà kêu 100 triệu nhưng mà để em vào nói chuyện. Về xe này không thể 100 triệu được, bởi vì em biết. Đây này, vỏ luôn các bác này, vỏ này. Mới cao. Công nhân là bốn vỏ phải đây, tuyệt vời. Không còn gì để nói. Đấy các bác. À, không còn gì để nói hết. Rồi. Bây giờ để em xem cái này, em đo cái nào cho nó chắc chắn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 là 4 mét. Đúng rồi bác, 48 2 4 6 đúng rồi, phú bì 48 các bác nhá. Cao 2m, dài 4m8. Đấy, 48. Rồi, có bứng đàng hoàng các bác nhá. Cái này các bác thấy bứng, có hai bứng luôn. Bứng đằng sau nữa đây. Các bác. Đây này. Bà chủ bà nói là mới đi có hai chuyến nhưng mà mọt hết rồi, mục hết rồi, đây này. Đấy, để em làm việc. Rồi các bác, để các bác mua cho em. Đây các bác này, rồi thùng đây. Thùng đây. Các bác này có cả luôn bứng luôn nhá. Đây, bước trước bước sau cánh cửa có hết đầy đủ các bác nhá. Đây, má mặc kinh khủng luôn. Rồi, để em vào làm việc cho các bác. Cu ấy rắc ra các vị. Đây, rồi để đi đến chữ A thì tuyệt vời quý vị. Chữ A của đồng mặc Tây Ninh thì tập đông chúng ta biết rồi. Đây, có số có giấy tờ đàng hoàng các bác nhá. Rồi, để em vào. Rồi, để tiếp tục chương trình thì em xin mời các bác cùng em. Đây, tất cả dây điện này, phích điện này, dây tất cả các thứ đầy đủ hết. Nhưng mà nó nằm ở dưới cái ao này quý vị này. Đó, ao nước không thả cá này. Thằng này nó câu suốt ngày luôn. Thằng này nó câu. Rồi, ok các bác nhá. Chiều ngang 2m4 lọt lòng, chiều cao 2m, chiều dài 4m8, mọc Tây Ninh đóng. Bà chủ kêu 100 triệu.
em vào làm việc cho các bác. Rồi, cuối cùng em xin dừng video tới đây. Xin chúc cả nhà cùng toàn thể các bác mấy cày chúng ta một thứ ba vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trong công việc làm ăn. Em xin hẹn lại video sau.